thưa các bạn, hôm nay Thuyết Già xin chia sẻ một chủ đề lo sống cho bản thân để rồi âm binh theo đòi nợ. Cái câu này nếu như 50 năm về trước á là coi như là không có hợp mà cũng không có đúng. Nhưng mà bây giờ á là cái chủ đề này và cái câu này rất đúng và rất hợp và rất là hiện tiền luôn. Cho nên Thuyết Già mới chia sẻ các bạn nghe để mình hiểu biết được cái lối sống như thế nào để mình thoát cái đường mà gọi là âm binh theo đòi nợ mình. Chứ không có chi hết, Thuyết Già cũng vậy thôi. Thuyết Già cũng rất là sợ, cho nên Thuyết Già phải từng ngày đó các bạn. Tự vì như thế này nè, tại sao mình lo sống cho cái bản thân mình? Mình đâu có mắc mớ gì ai đâu, mình đâu làm bích lòng gì ai đâu, mà tại sao âm binh người ta theo người ta đòi nợ vậy, kỳ vậy? Là Thuyết Già xin chia sẻ như thế này, mình quá lo cho cái bản thân mình mà mình không chịu lo con đường tu, mình không lo con đường hiếu thuận, mình cứ lo cho bản thân mình, miễn sao mà bản thân mình giàu hơn người ta là được rồi. Người ta nhìn vô mình đi chiếc xe giống như là đời mới nha, là bây giờ là nghe nói là mấy chục tỷ gì đó, Thuyết Già cũng không có để ý, mà xe gì mà gọi là tỷ tỷ thì một xe cũng như là một chiếc xe mà 2-3 tỷ, 5-7 tỷ gì đó nha, xe loại gì đó Thuyết Già biết chứ phải là không biết. Thuyết Già có bằng lái, Thuyết Già thừa biết xe, nhưng mà Thuyết Già không có quan tâm làm gì đó, tại vì mình lo con đường tu tập thôi chứ mình không có lo cho bản thân mình đó. Mình đi bộ cũng được, đi cái xe đạp cũng được đó, nhưng mà tại sao mà lo cho bản thân mình mà mình bị âm binh mình theo vậy? Tại vì ngày ngày đêm đêm mình cứ nghĩ là như thế này nè, không biết bao giờ mình đủ tiền để mua một chiếc xe loại 3 tỷ 7 tỷ, không biết chừng nào mà mình mua được cái căn nhà chung cư ở trên đó mà bao nhiêu đó, không biết 10 tỷ 5 tỷ gì, nói chung là cái gì cũng tỷ tỷ đi ha, là tiền giá tiền rất là cao. Cái số tiền đó là mình gọi là mơ mộng đi, là mình cứ suy nghĩ ngày đêm, thời gian đâu mà mình tu, thời gian đâu mình niệm Phật cũng không nổi nữa, cứ nghĩ đến cái chữ tiền không, rồi đâm ra mình sẽ sanh ra suy nghĩ làm cái gì cho mình có tiền. Thì lúc đó cái đường tu mình nó yếu kém quá, mà cái những cái tiền kiếp, những cái nghiệp trước mình còn lại quá nhiều, mình chưa có giải quyết xong, mình chưa có tu nhân tích đức để cho hồi hướng cho những cái nghiệp trước của mình, mà bây giờ mình còn tạo thêm một cái nghiệp ác nữa. Mà xin thưa với các bạn, nói rằng ủa sao kỳ vậy, mình lo cho cái bản thân mình, lo cuộc sống cho cái bản thân mình mà tạo gì nghiệp ác. Thì mình lo cho cuộc sống bản thân mình thì một chén cơm chay với miếng đậu hũ với một cái quần vải áo bô là nó đủ rồi, đâu có cần mà phải giống như là phải một cái nhà lầu xe hơi, biệt thự xa hoa học xoàn, hay là xe đời mới, đúng không các bạn? Mà bây giờ tại vì cái xã hội bây giờ là cũng như là ai ra đường người ta cũng phải có bề thế, nhìn vô phải giống như là nể mặt vậy, giống như là đây là như là giàu sang vậy, giống như có cái mát vậy, gọi là cái mát vậy đó. Cho nên ai cũng đua theo như vậy, rồi cuối cùng ở cái đường tu nó yếu kém thì âm binh người ta lại theo mình, những cái nghiệp quan gia trái chủ trước người ta theo mình, người ta đòi nợ. Bởi vì tại sao kỳ này dịch bệnh mà đòi nợ mà lia lịa luôn đó, đòi nợ đến lúc mà sáng gia đình nó sáng một người đi rồi chiều một người đi, nó buồn lắm, cái cảnh nó thảm thương lắm các bạn. Thuyết Già chia sẻ để giống như là các bạn hiểu ra được con đường Phật Pháp, con đường chánh Pháp để mình tu, chứ không phải là Thuyết Già để chỉ trích những cái chuyện mà xấu xa đi. Thuyết Già phân tích để giống như là mình đừng có theo xa hoa vật chất nữa, để mình mới tránh được cái âm binh mà theo. Tại vì sắp tới đây á, là coi như là bệnh trời á, là bệnh dịch này, là âm binh nó theo mình á, là coi như nó bắt mình đền tội đó các bạn. Rồi lúc đó mình không biết là một sớm một chiều mình ra đi, mình cũng bỏ lại cái xe đời mới á, mình bỏ lại, mình đâu có mang theo được đâu các bạn, thấy không? Khi mà mình nằm vô trong cái phòng mà cấp cứu hồi sức vậy thì người ta lại thọc cái ống thở vô, nó đau đớn nữa đó, hành hạ mình đau đớn nữa, rồi mình đâu có chạy được cái xe đẹp, mà mình cũng có đeo được hột xoàn. Thường thường vô cấp cứu là không có cho đeo gì hết trơn nha các bạn. Thuyết Già cấp cứu mấy lần rồi, cái đau bông á cũng gỡ ra. Bởi tại sao giờ Thuyết Già không có đeo cái gì hết trong người á? Tại vì Thuyết Già chuẩn bị một cái tư thế sẵn sàng luôn đó, thật với các bạn. Tự vì trời phán xét cho mình á, được sống là mình sống, mà được như thế nào là mình như thế đó luôn. Mình chỉ biết là đi thẳng một cái con đường tu thôi.
từ thì trong kinh, cái này trong kinh để nha, chứ Tuyết già không nói nha. À, trong kinh để đứa ngu thấy của thì mong đó, các bạn thấy không, đứa ngu thấy của thì mong là cái câu này trong kinh sám hối của Đào Cao Đài nha, chứ không phải là Tiết già. Cái câu này Tiết già tự có luôn á, người ta dạy cũng như là thánh hiền ơn trên đã viết ra những cái lời kinh, những cái lời kệ để cho mình đọc đó, mà tại vì mình chưa có đọc tới thôi, mà mình có khi á mình đọc tới rồi á thì mình chưa có hiểu, tại vì đứa ngu thấy của thì mong. Ủa sao kỳ vậy? Tại vì có những cái câu gì nè, còn người hiền đức thì như thế nào? Người hiền đức người ta luôn luôn gì nè, lương tâm thường xét cho rằng của không phải nghĩa chớ sanh lòng tà. Đó, cái của mà không phải cái nghĩa của mình, không phải cái mồ hôi nước mắt của mình là mình không có sanh lòng tà. Đó, như thế này nó đơn giản lắm các bạn ơi. Cũng như vậy nè, Tiết già nói nghe nè. Vừa rồi Tiết già ly dị chồng nay cũng 8 năm, 10 năm gì đó, cũng khoảng cỡ đó đi hen. Là luật sư có hỏi Tiết già có chia của không? Mà Tiết già nói no, Tiết già trả lời no, không chia của, một đồng cũng chia, một xu cũng chia nữa. Tự vì của đó là của người ta, tổ tiên người ta làm, mà giờ mình chia ra như vậy á, là mình lãnh như vậy á, là coi như là âm binh của người ta, bên cái đường tổ tiên của người ta sẽ theo mình, rồi cái của đó đâu có yên với mình đâu. Đó, cho nên Tiết già không nhận của luôn. Đó, rồi bây giờ sau khi nó thật với các bạn nha, nay là cũng 5-6 năm rồi, Tiết già cũng có một ông bạn theo Tiết già nay cũng 5-6 năm rồi. Đó, mà hả, nếu như Tiết già kết hôn với ông này thì Tiết già cũng tiếp tục có của thêm, tự vì ông này cũng có sản nghiệp, có nhà, có cửa, mà Tiết già cũng không có kết hôn. Nếu mà kết hôn giờ chỉ cần ký cái giấy vô là coi như nhà ông là của tôi rồi. Tự vì bây giờ ông này không có vợ con, vợ con bỏ đi đâu hồi đời nào không biết, mà mất luôn liên lạc luôn á các bạn. Như ổng độc thân một mình ổng luôn, cái nhà là về ổng, gia đình tất cả những cái tiền tài sản, tiền ngân hàng là về ổng. Mà Tiết già không chịu để đó, tại vì thật sự ra Tiết già muốn con đường mình đi tu nhẹ nhàng thôi, chứ kết hôn làm gì mà nhà cửa làm gì. Một khi mà mình đã ra đi, mình nhắm mắt ra đi rồi, mình bỏ cái báo thân này rồi, làm sao mình, cái báo thân này mà mình còn bỏ thì cái nhà làm sao mang theo được các bạn, cái đất đai điền sản tha mang theo được. Mà cái đất đai điền sản của những người mà tổ tiên của người ta đó hen, là cái này nó khổ lắm các bạn ơi, nó nhiều đời nhiều kiếp, nó nhiều mồ hôi nước mắt của người ta, mà mình rinh vô á là nó dễ lắm. Ví dụ như 50 năm về trước được không sao các bạn, 30 năm, 70 năm về trước được hết luôn. Mà bây giờ tại sao không được? Tại vì thời kỳ này là cái thời kỳ phán xét mà, cái thời kỳ hạ quân, nó phán xét nhân loại, cho nên nhân loại nào trắng là ra trắng, đen là ra đen, giàu là ra giàu, nghèo là ra nghèo. Giàu đây là giàu lòng nhân, chứ không phải giàu tiền, giàu của nha các bạn. Đó, còn nghèo đây là thiếu phước, thiếu tu. Đó, cái giàu nghèo của Tiết già là nói như vậy đó, chứ không phải là giàu mà giàu tiền, giàu bạc nha các bạn. Đó, Tiết già xin chia sẻ thật lòng luôn. Tại vì bây giờ nếu như mình chỉ cần yếu kém một cái đường tu là âm binh người ta theo liền luôn. Cho nên tại sao Tiết già không ham của? Chứ thật ra là mấy chục năm về trước đó, Tiết già rất là ham của nha các bạn. Ai mà không ham? Trời ơi, hột sòn mà nó chiếu chiếu chớp chớp, rồi dây chuyền, rồi nhẫn, rồi hàng hiệu, rồi xe hơi. Tiết già cũng có bằng lái xe, cũng biết lái xe hơi vậy các bạn. Tiết già cũng hiểu biết xe nào mà đời mới, đời cũ vậy. Tiết già rất là rành xe hơi mà. Nhưng mà Tiết già không có ngó tới, tại vì sao? Tiết già đã học đi thẳng cái con đường mà tâm linh rồi, thì Tiết già đã hiểu ra đây là cõi trạm, tạm đây là cái báo thân này á, không phải là cái báo thân chính thức để mình tu, để mình cứu rỗi lấy cái linh hồn của mình. Đó, cái linh hồn của mình mới thật sự. Đó, chứ còn như đây là trần gian, tất cả những cái vật chất xa hoa này á, là mình chỉ đủ ăn đủ mặc để làm phương tiện để sống, để đưa mình đến một cái con đường mà thánh thiện, con đường Phật Pháp, để sau này mình hưởng được cái đời thượng quân thánh đức thôi. Nó Tiết già học nhiêu thì chia sẻ nhiêu. Để giống như mình biết được cái của đó, nếu không đúng á thì mình đừng bao giờ mình ký tên vô. Mình ký tên vô rồi nó khổ lắm. Có nhiều gia đình đó các bạn biết sao không, người ta không biết. Cho nên Tiết già phải chia sẻ. Nhiều khi người ta thấy, nói chung là khi mình nghèo á các bạn biết sao không, mình thấy của mình mừng lắm. Ai không vậy, Tiết già cũng vậy vậy. Hồi lúc Tiết già mà khổ hả, trời ơi, Tiết già ao ước có căn nhà lá ở cũng được nữa, đừng có ở nhà thuê, nhà mướn, hoặc có cái không biết lý do làm sao suy nghĩ hoài vậy, biết làm gì để có nhà có cửa, cứ suy nghĩ như vậy.
đó, cái lúc mà mình suy nghĩ vậy, cái bất chợt, cái ví dụ như ai kêu mình đó ký tên cái của người ta, cái mình vô tình mình ký tên cái mình dính đó, là hôm nay Tiết Già chia sẻ phải cẩn thận đó, chứ mình hả, mình làm mà cái công sức của mình thì không có sao hết á các bạn. Nó mình làm mà tự tay mình ra, tự vợ tay mình ra làm bằng cái mồ hôi nước mắt của mình, xây nhà xây cửa xây tất cả cái gì được hết luôn, trên trần gian mình làm được hết luôn, chứ mình đừng có giống như là trong kinh để đứa ngu thấy của thì mong á, tướng như cái của đó là cái của tội lỗi, cái của người khác, cái của tổ tiên người ta, không phải của mình đó. Cho nên Tiết Già học á, nói chung là biết nhiêu chia sẻ nhiêu để mình tránh được á một cái sự mà sai lầm như vậy á, thì mình á, tránh được cái dịch bệnh rất là cao. Một khi cái dịch bệnh mà nó nằm nó thở hôi hốt rồi, các bạn thấy không, trời, nhà lầu xe hơi vàng bạc của cải không có mang vô trong cái phòng cấp cứu được, nó ai cho mình mang, nó muốn chi tới hồi ngày ra đi cũng vậy, nó không có mang được cái gì hết. Tiết Già chia sẻ để các bạn giữ vững đường tu, chứ không phải chia sẻ là để cho các bạn giống như là mình chỉ trích người ta. Nhiều khi mình nhận cái của đó vô, nhiều khi mình lại nó có những cái quán thù, các bạn biết sao không? Nhiều đời nhiều kiếp, rồi khi mình sanh ra những đứa con, tại sao những đứa con mình nó lại khù khờ tật nguyền, rồi nó đủ chuyện hết các bạn ơi. Cho nên Tiết Già học để Tiết Già tránh được nhiêu thì hay nhiêu thôi, chứ nói thẳng mình cũng không phải là giống như mình tài giỏi gì đó, thật sự là như vậy đó. Tiết Già chỉ học được chút xíu nào thì hiểu được chút xíu nào thì chia sẻ bằng cái sự hiểu biết nhỏ nhoi của Tiết Già để gửi đến quý các bạn, và mong rằng các bạn ai cũng được hưởng đời thánh đức thượng quân sắp tới, để tránh những cái sự mà âm binh nó theo đòi nợ mình. Như hôm nay chủ đề Tiết Già chia sẻ đó, các bạn rất là khổ mà khi mà dịch bệnh mà nó tấn công mình, đó là những cái chuyện mà để mình sơ sẩy, mình thiếu đường tu là coi như là dịch bệnh nó tấn công mình một cách rất là nhanh. Video Tiết Già chia sẻ đến đây kết thúc, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo.